có bài gờ không? Mấy em có bài gờ không? Có. Mở bài gờ lên, tìm giùm anh cái vạch 5.1. Google Map à? Không không, Google, Google, tao mở Google lên tìm để chữ vạch 5.1. Mình sẽ học rẽ trái rẽ phải cho đúng quỹ đạo, không? Cái quỹ đạo vòng, cái quỹ đạo vòng cua rất là quan trọng. Bây giờ giống như là sao? Trái đất nó quay quanh mặt trời theo một cái quỹ đạo. Sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, rồi mặt trăng cũng quay quanh quỹ đạo của nó. Đúng chưa? Bây giờ thằng nào đi lệch quỹ đạo là sẽ va chạm với nhau. Là tiêu tùng đó ha. Còn bây giờ ngược lại trong giao thông mình cũng vậy, mình rẽ trái rẽ phải đều phải theo đúng một cái quỹ đạo nhất định. Thì cái quỹ đạo đó là sẽ như thế nào? Thì nó sẽ có cơ sở để mình xác định cái quỹ đạo đây. Bây giờ đây, vạch kẻ 5.1 nè, thấy không? Thấy vạch kẻ 5.1 không? Đây, vạch màu vàng là vạch kẻ 5.1. Như vậy cái vạch kẻ 5.1 nó thể hiện như thế nào? Vạch kẻ 5.1 là vạch nối từ cuối tim đường này đến đầu tim đường này. Và vạch này là vạch hình cong chứ không phải là vạch vuông góc. Như vậy cái quỹ đạo đi rẽ trái của mình là quỹ đạo sẽ sao? Ha, là quỹ đạo là một hình cong nối từ cuối tim đường này đến đầu tim đường phía bên kia. Ha, rồi thì còn ngược lại cái quỹ đạo rẽ phải của mình thì quỹ đạo làm ngược lại. Đúng chưa? Ha, quỹ đạo làm ngược lại. Nhưng do cái đường này á là một cái đường lớn, đường này đường lớn thì quỹ đạo của mình nó sẽ bám vô cái phần này nó đi. Nhưng còn những cái đường nhỏ thì quỹ đạo của mình sẽ đi như thế nào? Rồi, anh sẽ làm vẽ ra cho xem nào. Bây giờ nếu một cái đường nó có là một cái góc vuông 90 độ, thì nguyên tắc là như thế nào? Khi cái xe mình nè, hai kiến hậu nè, ha, khi nếu đường nó là một góc vuông thì kiến hậu ngang góc mình sẽ móc lái, mục đích là để cho cái bánh sau, phần sau này nó không đè vào cái góc này. Nhưng ngoài thực tế của mình, cái đường nó có vuông không? Nó không có vuông, nó cong. Đúng chưa? Đường ngoài thực tế của mình nó cong chứ nó đâu có vuông đâu. Thì mình sẽ xác định cái quỹ đạo rẽ phải của mình sẽ như thế nào. Ha. Thì xác định quỹ đạo rẽ phải sẽ như thế này. Khi khiến hậu mình còn nằm vị trí này, tức là xe của mình đang nằm ở vị trí này, là mình bắt đầu mình sẽ cong theo. Cho cái kiến hậu của mình nó sẽ tới đây nè, điểm cong nè, đúng chưa? Nó sẽ bám cong theo, đúng chưa? Nó cong sao thì cong theo nó như vậy. Khi kiến hậu mình cũng tới điểm ngang này là mình sẽ đánh lái hơi khá chút xíu để cho nó bám vô được vô đây. Hiểu chưa? Cho kiến hậu nó bám được vô đây. Thì là chiếc xe của mình sẽ đi đúng quỹ đạo. Hiểu không? Như vậy là khi xe mình chạy từ xa tới nè. Nếu đường hẹp vuông góc thì mình đợi tới ngay kiến hậu ngang góc vuông mình đánh lái. Đúng chưa? Còn khi đường cong, đó, đường cong như thế này, thì kiến hậu mình tới điểm cong là mình phải cong từ từ theo đó, tức là chiếc xe của mình nó sẽ đi theo quỹ đạo là lạp như thế này, nó cong theo như thế này, đúng chưa? Rồi khi kiến hậu mình ngang góc đây rồi á thì mình đánh lái khá vô một xíu cho dẫn cho xe mình đi vô, hiểu chưa? Rồi bây giờ ngoài thực tế nè, anh sẽ làm thử cho xem ngoài thực tế. Rồi bây giờ mình từ đông lề phải mở xe nha, mình xin ra trước đúng không, xin chuyển ra trước đúng không? Rồi chuyển ra nè. Từ từ mình sẽ bám vô tìm đường. Thì hồi nãy nhắc lại là gì? Bây giờ anh muốn rẽ trái nè, là quỹ đạo của anh là như thế nào? Từ cuối tìm đường này sang đầu tìm đường, kia. Cuối tìm đường này đầu tìm đường kia. Đó. Rồi như vậy là sao? Đây là cuối rồi nè, đúng chưa? Thì anh sẽ bẻ cong nè, anh sẽ nghiêng lái cong theo nè.
đó, anh sẽ bám cộng theo, thấy không? Để bám vô đầu tìm đường này, đây bám đầu tìm đường này, mục đích để làm gì? Tại sao mình phải đi quỹ đạo giống như thế này? Để cho cái người bên phải, bên trái của mình nè, người ta rẽ phải nè, nó không qua chạm với người bên trái rẽ phải nè, đúng chưa? Và mình cũng không bám sát lề nữa, hiểu chưa? Nó mình đi đúng quỹ đạo như thế này thì thí dụ cái đường này quá nhỏ thì có chiếc xe hai bánh nó vẫn chạy được trong lề kia, hiểu ý anh nói không? Rồi tiếp tục, bây giờ anh muốn rẽ trái thì mình cũng sẽ từ cuối tim đường này đến đầu tim đường phía bên kia. Thí dụ cái đường đó tim đường không có thì mình sẽ tự cho là cái vạch kẻ nằm giữa đường, tim đường là vạch kẻ nằm giữa đường đó, đúng không? Rồi cái cách thực hiện sẽ như thế nào thì mình sẽ nhớ trong đầu mình ba chữ sớm ha. Đánh lái là nhớ trong đầu ba chữ sớm: đánh sớm, nghỉ sớm, trả sớm. Thì đầu tiên anh đang cặp tim đường anh đi nè, đúng chưa? Khi hết tim đường anh nghiêng nhẹ, anh nghiêng nhẹ lái sớm một ít. Mục đích của nghiêng, việc nghiêng nhẹ này rất là quan trọng. Em nghiêng nhẹ để em bẻ cho nó đi theo hình công là thứ nhất. Thứ hai là khi chiếc xe đối diện nó thấy em nghiêng qua là người ta sẵn sàng, người ta sẽ nhường cho em, hiểu chưa? Cái việc quan trọng. Rồi tiếp tục mình sẽ cong đều theo nè, đúng chưa? Cong đều theo để bám vô tim đường. Rồi khi đánh đủ rồi thì nghỉ sớm nè, em thấy không? Anh đâu đánh nữa mà cái đầu vẫn đi vô nè, thấy chưa? Cái đầu xe vẫn, nó vẫn quắt vô nè, đúng không? Rồi tới bước cũng phải trả sớm một chút. Lý do tại sao? Nếu xe mình tiếp tục chạy mà mình đợi thẳng mình mới trả là nó sẽ xỉa. Do đó mình phải làm cái gì cũng phải sớm hơn một chút xíu, hiểu không? Rồi tới quỹ đạo rẽ phải. Quỹ đạo rẽ phải mình cũng sẽ có ba chỉ sớm. Đầu tiên mình đang giữa, đang bám tim đường mình đi nè. Bây giờ trên giờ mình muốn rẽ phải đây nè, thì cách 30m mình phải mở xi nhan nè, tối thiểu 30m mở xi nhan nè. Rồi mình cũng nghiêng nhẹ sớm một chút xíu. Đối với đường này nó quá hẹp thì mình nghiêng ít thôi, để cho xe sau thấy là anh này mở xi nhan phải, và có cái xu thế là nghiêng về bên phải thì chắc chắn cái này rẽ phải thì nó sẽ không bám vô cái phần bên phải của mình, và người ta sẽ có thể người ta chuyển bên trái mình, người ta vượt mình, đúng chưa? Rồi khi kiến hậu nè, kiến hậu ngang cái bụi cỏ này nè, đúng chưa? Rõ ràng là nó như thế nào, đường đâu đây ở từ đây đã bắt đầu nghịch, cái lề nó cong rồi, đúng chưa? Thì mình sẽ nghiêng lái cong ít theo nó nè, hiểu chưa? Nó để mình bám theo nó nè, nó cong từ từ lái theo nó nè, đúng chưa? Rồi khi kiến hậu của mình á qua tới lề bên kia rồi thì nó mình cong khá một chút xíu là xe của mình nó sẽ bám chặt vô được cái góc liền, không quét qua cái phần đường bên đây, đúng chưa? Và cũng thỏa điều kiện là cái bánh sau nó không đè lên cái góc luôn, tại vì khi kiến hậu ngang thì mình đánh lái thì nó đâu có đè được, đúng chưa? Thỏa hai điều kiện ha. Như vậy là mình không ép chiếc xe, không ép được cho chiếc xe Honda nó kẹp tia rơi bên hông phải mình trong lề, và thứ hai cái mũi của mình cũng không quét qua phần đường của người ta nữa, hiểu chưa? Rồi mình cũng nghỉ sớm nè, rồi bây giờ mình cũng trả sớm nè, không? Rồi bám tim đường tiếp tục đi thẳng, đúng chưa? Rồi đó, giờ cứ bám tim đường đi nè, đúng không? Rồi cách 30m nè, mở xi nhan phải, đúng chưa? Rồi rồi sao nữa? Ba sớm, đầu tiên gần tới góc nghiêng sớm một chút xíu. Rồi tới vị trí này có phải là đường nó cong không? Lề nó cong rồi đúng không? Thì giờ mình cong lái từ từ theo nè, nó cong lái từ từ theo. Khi kiến hậu mình đã qua lề rồi mình cong khá vô chút xíu, đó thấy chưa nè. Rồi nghỉ sớm không đánh lái nữa nè. Rồi bây giờ mình trả sớm, có nghĩa là mình đánh một cái lượng đủ rồi thì mình để yên vô lăng lại, mình nghỉ lại không đánh nữa, để cho cái đầu nó dẫn qua, hiểu chưa? Nè làm lại nè, gần tới nghiêng nhẹ sớm một ít ha, nghiêng sớm một ít thôi. Khi kiến hậu ngang tới điểm cong nè, lao đầu mình cong lái từ từ theo nè, thấy chưa? Thấy lái nè, lấy lái cong đều theo không? Khi qua lề mình cong khá vô một chút xíu, rồi mình nghỉ sớm nè, thấy không? Anh đâu có đánh nữa đâu mà cái đầu vẫn di chuyển qua, thấy chưa? Thấy không? Rồi mình cũng trả sớm, thấy không? Rồi mình điểm ga đi thẳng, đúng chưa? Rồi tiếp tục, bây giờ cuối đường này mình sẽ rẽ trái, thôi rẽ phải đi, rồi mình sẽ canh những cái điểm canh. Có phải rõ ràng là ngang kiến đánh lái thì bánh sau nó không đè hay không nè ha, rõ ràng để mình sẽ thực hành cho trực tiếp cho coi thử. Bây giờ thấy ra phía trước mình có cái tam giác không, thấy không? Thì nó có ba cái cạnh đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bo xung quanh ba cái cạnh đó nè, bo xung quanh ba cái cạnh tam giác này, thì để chứng minh được có phải là khi kiến ngang góc mình, cho dù mình đánh lái nhanh thế nào thì bánh xe nó cũng không đè vô góc hay không.
nào bây giờ mình đang chạy thẳng tới nè, khi kiến ngang góc nè, đúng chưa? Rồi nhiều. Mình đánh lái nè, cho mình đánh lái nhiều chặng nào luôn thì bánh xe nó cũng không bao giờ nó đè vô được hết á, hiểu chưa? Không rồi nè, trả nè, thấy không? Đâu có đè vô đâu, đúng chưa? Rồi nè, ngang kiến chưa, ngang kiến đánh lái nè, thấy chưa? Dù đánh nhanh chặng nào nè, đánh hết lái luôn mà xe nó cũng không có đè vô được, đúng chưa? Rõ ràng chưa? Đó. Rõ ràng chưa? Đúng chưa? Như thế thì sao? Khi kiến đã ngang cái lề bên kia rồi thì mình đánh lái dù có nhanh thì cái bánh xe mình cũng không đè lên lề được, thì cái đó mình không sợ, không có sợ cái chuyện đó nữa, đúng chưa? Có nghĩa là mình sẽ khử, lái xe là mình sẽ khử đuôi lọt trước rồi mới tới đầu xuôi trong những cái đường hẹp á, đúng không? Đuôi lọt lúc nào là đuôi lọt, lúc ngang kiến đánh lái là đuôi lọt, hiểu chưa? Đó, ngang kiến cứ đánh lái là đuôi lọt, còn cái đầu phía trước thì mình coi đường hẹp hay gì đó thì bắt đầu là mình sẽ xử lý tiếp, hiểu chưa? Đường hẹp thì mình sẽ đánh nhiều và đánh nhanh, đúng chưa? Còn đường trước mặt mình, nó đường nó sao rộng thì cứ từ từ mà làm, hiểu chưa? Rồi hồi nãy em vừa lên em mới học thì em thấy em làm cái quy tắc 1-2-1 rất là sai, thì bây giờ á, quy tắc 1-2-1 nó sẽ biểu diễn như thế này. Quy tắc 1-2-1 là những người mới ra học á thì người ta hay bị sai cái chỗ đó. Anh lấy ví dụ giờ trước mặt mình là chiếc xe ha, bây giờ người xe đang đậu trong lề, mình cũng đang cặp tìm đường mình đi, do đường này quá hẹp, nếu mình chạy tới là sẽ quẹt cái chiếc xe đó, đúng chưa? Thì bây giờ quy tắc 1-2-1 nó giúp cho mình xử lý như thế này, có nghĩa là mình sẽ vượt qua cái xe đó ha, vượt qua nó, không va chạm với nó mà bám sát vô nó để cho có xe ngược chiều lại, người ta thông thoáng, người ta chạy không có quẹt xe ngược chiều. Nó giúp cho mình đi trong những cái đường hẻm á, đường hẻm hẹp đó, đường hẻm hẹp nhiều người mới ra học lái thấy có một chứng là giật là không dám lái sợ né ở đây hả, sợ né ở đây sợ đụng lại cái phần ngược chiều. Thì quy tắc 1-2-1 nó sẽ như thế này, giờ nhìn vô lăng nè, thì đầu tiên nếu chạy thẳng tới là sẽ va chạm xe đó, đúng không? Bây giờ mình quy tắc 1-2-1 nó sẽ như thế này, đầu tiên đánh lái qua bên trái một lần bao nhiêu tôi không cần biết, tôi ước cái lượng là tôi miễn là cho chiếc xe tôi nó vượt qua được thôi. Không, nó giờ tôi đánh lái nè. Rồi khi mũi xe đã lọt qua đuôi xe, lý do tại sao tôi biết, bây giờ nếu mà mình kéo chiếc xe đó ve ngược lại, thì phải cái đuôi cái bóng đèn qua bên trái nè, có phải là từ cái kiến hậu mình đi vô chưa? Như vậy là cái mũi xe mình đã lọt qua rồi, đúng không? Đúng chưa? Nè, rồi nhìn cái vô lăng nè, hồi nãy tôi đánh về bên trái một lần nè, đúng chưa? Bây giờ nếu tôi trả về một lần lái là tôi mới chỉ có trả thẳng thôi, đúng không? Thì khi buông thắng ra thì cho xe chạy tới thì nó sẽ xỉa qua ngoài đường bên kia tiếp, do đó tôi phải lấy lại một lần qua phải nữa nè, lấy thêm lần qua phải nữa nè, đó là lúc này nó mới cặp sát chiếc xe vô, đúng chưa? Rồi khi xe song song rồi thì sao? Rồi tôi đã thẳng là tôi đi thôi, đúng chưa? Hiểu chưa? Có nghĩa là cái người mới ra lái hay né bên đây xong cái lo trả, né bên đây xong lo trả, trả lại con lần một à. Trả lại lần thì xe nó mới thẳng lái, nó lại đâm tiếp, lúc đó thì lại giật mình, hiểu chưa? Rồi à, phải nó phải làm thêm một nữa, có nghĩa là mình phải trả cái nợ cũ và mình vay cái nợ mới nữa, đúng chưa? Rồi bây giờ nè, nó giúp cho những cái chuyện gì nữa, bây giờ giả sử mình đang chạy cặp ngoài tiệm đường mình chạy, đúng chưa? Bây giờ yêu cầu mình sẽ tấp xe vô lề, thì quy tắc là sao? Đậu xe không cách lề quá 2.5 tấc, đúng không? Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng quy tắc 1-2-1 mình làm nè. Đầu tiên là mình cũng mở xe nhanh phải để xin trước nè, đúng chưa? Rồi bây giờ nè, nghiêng về phải một lần nè, thấy không? Tôi nghiêng về phải một lần mỏng nè, đúng chưa? Rồi anh thấy rõ ràng cái đậu đang đâm vô lề không? Đúng không? Nếu bây giờ tôi trả về bên trái một lần thì sao? Thì nó lại đâm tiếp, tại vì nó đầu đang xỉa vô mà, mới trả một lần là mới chỉ thẳng lái thôi mà, đúng chưa? Do đó phải lấy qua bên trái thêm lần nữa là mấy lần? À là hai lần ha. À, rồi khi nào nó cặp song song nữa thì tôi sẽ trả thẳng lại nó, thấy không? Giờ đậu xe sát lề rồi đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Như hồi nãy anh vừa kêu em thắng xe lại là em thấy sao? Cái lề của em, anh thấy sao? Nó bị gì? Nó bị lệch
nó vẫn đâm cái đầu vô lề đúng không? Lý do là sao? Nãy em đánh lái vô bên phải một lần, khi thấy sát em trả lại bên trái còn lần thì nó tiếp tục đâm vô lề tiếp, đúng chưa? Rồi bây giờ tương tự, từ ở trong lề mình sinh ra đường, hoặc là từ lên này mình chuyển qua lên kia thì cũng phải dùng quy tắc 1-2-1. Đầu tiên nghiêng một lần mỏng qua để cho xe mà nó chuyển từ từ ra, đúng chưa? Đó, nó chuyển từ từ ra. Nó nếu mà trả về một lần nữa thì lại đâm tiếp sao? Đúng chưa? Do đó phải lấy hai lần về bên phải, không? Đó, khi nào xe nó song song rồi thì bắt đầu mình trả thẳng, đúng chưa? Giống như mình chuyển từ lên này qua lên kia mình cũng sẽ làm như thế, ha. Rồi bây giờ sẽ ôn lại nè, cái quỹ đạo là rẽ phải của mình sẽ như thế nào nè. Quỹ đạo rẽ phải như thế nào? Cuối tim đường là bắt đầu sao cuối tim được? Rẽ phải mà cuối tim cái gì? Cong nhẹ dạ. Sao em nói thôi coi, rẽ phải là sao? Rẽ phải là sao? Dạ nói lý thuyết khó nhớ. Rẽ phải thì nghiêng nhẹ đến đầu cong theo lề đường. Có nghĩa đầu tiên mình nghiêng nhẹ trước nè, để cho xe sau thấy xu thế nè. Khi tới bắt đầu tới cái điểm kiên gương hậu ngang cái điểm cong là mình sẽ bám cong theo. Nó cong ít thì mình cong ít theo, nó cong nhiều thì cong nhiều theo. Rồi khi sao? Khi gương hậu của mình nè tới lề rồi là mình làm khá chút xíu để cho nó bám vô. Đúng chưa? Nó thỏ điều kiện là mình không có quét qua phần đường của người ta đang chạy lên đây. Đúng chưa? Và cũng không có bám sát vô cái lề luôn. Còn rẽ trái thì sao? Rẽ trái thì cuối tim đường này đến đầu tim đường kia, đi theo quỹ đạo hình cong, đúng chưa? Nè, rẽ phải nè, nghiêng nhẹ trước ít nè. Rồi khi nè tới cái cột điện là bắt đầu nó cong, đúng chưa? Thì giờ cong từ từ theo nè. Đó, rồi ngang lề cong khá một chút, đúng không? Rồi nghỉ sớm cũng rồi, trong đầu mình trả sớm, đó, quỹ đạo đi như vậy mới là quỹ đạo đúng chuẩn. Rồi ôn lại cái quỹ đạo rẽ trái nè. Quỹ đạo rẽ trái là quỹ đạo nối từ cuối tim đường này đến đầu tim đường kia, đúng không? Rồi đây rõ ràng đã có tim đường rồi đây. Quỹ đạo rẽ trái là quỹ đạo đi theo vạch kẻ đường 5.1 đấy. Rồi cách 30m, tối thiểu 30m phải mở xi nhan nè. Thì mình sẽ dùng quy tắc sau ba sớm để làm nè. Đầu tiên gần tới là bắt đầu mình nghiêng sớm để bẻ cong nè. Rồi uống từ từ vô, đủ rồi thì nghỉ sớm, rồi bắt đầu trả sớm. Đó, tương tự mở xi nhan trái. Việc nghiêng sớm cực kỳ quan trọng. Khi mình nghiêng sớm nè, lại có chiếc xe trước nó thấy nó đi tới, nó cũng sẽ nhường cho mình nữa, hiểu chưa? Rồi nghỉ sớm nè, tự động đầu nó đi vô nè. Rồi bắt đầu trả sớm nè, đúng chưa? Rồi rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ quy tắc 1-2-1, tắp xe vô lề nè. Đầu tiên làm gì trước? À, rồi nghiêng một lần về bên phải nè. Nghiêng một lần mỏng thì chút mình lấy ra hai lần mỏng, đúng không? Làm một lần nhiều thì lấy ra hai lần nhiều, mình ước lượng thôi chứ không có cần một độ chính xác là nửa vòng hay là gì hết, đúng chưa? Rồi sinh ra tim đường thì ngược lại thì sao? Cũng vậy luôn, đúng không? Cũng 1-2-1 ra. Những cái đường cong thì mình sao, mình cũng dùng quy tắc gì ba sớm để làm. Thấy đường cong là phải nghiêng trước đó một ít, là nghiêng sớm chút xíu để chi, để thử cái lực quán tính của nó ha. Nó thấy không, làm cái gì cũng phải sớm chút xíu, tại vì mình điều khiển xe là tất cả các việc mình phải làm sớm một chút xíu mình mới điều khiển được chiếc xe, còn không nó sẽ điều khiển ngược lại mình. Rồi bây giờ em sẽ lên làm thực hành thử coi.